Ngày 11 tháng 8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang xử lý một nhóm 7 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng Internet. Các đối tượng từ 20 đến 43 tuổi nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam có một đối tượng vi phạm quá hạn tạm trú. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng máy tính và điện thoại thông minh truy cập Internet, tham gia đánh bạc trực tuyến với người Trung Quốc. Việc thanh toán được trả bằng tiền nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng Agribank Trung Quốc. Số tiền các đối tượng này đã giao dịch khoảng 35 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định.